Với những kết quả đạt được trong công tác hội, năm 2017, 2018, 2019, Chi hội thôn đoàn kết được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác hội và các phong trào địa phương. Cá nhân chị Đỗ Thị Chín được Ủy ban nhân dân xã Minh Tân tặng giấy khen. Năm 2018, chị được Ủy ban nhân dân xã biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích 2 năm 2016-2017 thực hiện chỉ thị 05. Được Ủy ban dân huyện tặng giấy khen về thành tích tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Được Ủy ban nhân dân xã tặng giấy khen có thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ công tác hội. Các năm 2019-2020, tại hội nghị sơ kết 3 năm và hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chị Đỗ Thị Chín vinh dự được huyện ủy Kiến Thụy biểu dương khen thưởng. Được biết, không chỉ chị Chín nói riêng, mà hiện nay còn rất nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn huyện Kiến Thụy đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực trong công tác an sinh xã hội, giúp nhau phát triển kinh tế, đoàn kết thu hút tập hợp được đông đảo hội viên phụ nữ tham gia tổ chức hội, góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ trên quê hương Kiến Thụy anh hùng ngày càng phát triển. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Kiến Thụy phát trên sóng FM tần số 94,3 MHz. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đón nghe thông báo của Trung tâm Phát triển Quỹ đất về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và mục đích làm nhà ở tại xã Đoàn Xá và xã Đại Hợp. Thực hiện quyết định số 2692 ngày 10 tháng 9 năm 2020 của thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt giá đất cụ thể để xây dựng giá khởi điểm phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn 3 Đoàn Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy. Quyết định 2693 ngày 10 tháng 9 của thành phố về việc phê duyệt giá đất cụ thể đối với xây dựng giá khởi điểm phục vụ đấu giá đất tại thôn Đông Tác, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy. Quyết định số 9008 ngày 24 tháng 9 năm 2020 của huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt giá khởi điểm phương án đấu giá quyền sử dụng đất và mục đích làm nhà ở tại thôn 3 Đoàn Xá. Quyết định số 9009 ngày 24 tháng 9 của huyện Kiến Thụy về việc phê duyệt giá khởi điểm phương án đấu giá quyền sử dụng đất và mục đích làm nhà ở tại thôn Đông Tác, xã Đại Hợp. Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Kiến Thụy phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thành phố Hải Phòng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và mục đích làm nhà ở tại xã Đoàn Xá, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, nội dung như sau. Xã Đoàn Xá vị trí khu đất tại thôn 3 Đoàn Xá bao gồm 43 lô, diện tích đấu giá là 6.486,1 m², trong đó thôn Đoàn Xá 3 điểm 1 37 lô, diện tích là 5.438,5 m². Thôn Đoàn Xá 3 điểm 2 6 lô, diện tích là 1.047,6 m². Xã Đại Hợp, vị trí khu đất tại thôn Đông Tác bao gồm 45 lô, diện tích đấu giá là 5.311,9 m². Các khu đất đấu giá được đầu tư xây dựng các hạng mục công trình như san lấp mặt bằng, hệ thống thoát nước phù hợp với quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Hình thức đấu giá theo từng lô để giao đất làm nhà ở cho hộ gia đình cá nhân có thu tiền sử dụng đất, đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Giá khởi điểm xã Đoàn Xá bao gồm 2 khu, giá đất cụ thể từ 3.510.000 đồng một mét vuông đến 7.940.000 đồng một mét vuông. Tổng giá trị giá khởi điểm là hơn 27 tỷ đồng. Trong đó thôn Đoàn Xá, giá đất cụ thể điểm 1 từ 3.510.000 đồng một mét vuông đến 4.180.000 đồng một mét vuông. Tổng giá khởi điểm hơn 20 tỷ đồng. Thôn Đoàn Xá 3 điểm 2, giá đất cụ thể từ 6.900.000 đồng một mét vuông đến 7.940.000 đồng một mét vuông. Tổng giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng. Xã Đại Hợp bao gồm 1 khu đất, giá cụ thể từ 5.050.000 đồng một mét vuông đến 5.300.000 đồng một mét vuông, tổng giá trị khởi điểm là hơn 27 tỷ đồng. Tổng giá trị khởi điểm của hai xã là hơn 55 tỷ đồng. Ngoài tiền trùng đấu giá quyền sử dụng đất và lệ phí, người trùng đấu giá còn phải nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 62 của Chính phủ. Thôn Đoàn Xá, điểm 1 là hơn 88.982 đồng một mét vuông. Thôn Đoàn Xá 3 điểm 2 là 78.309 đồng một mét vuông. Xã Đại Hợp là 91.714 đồng một mét vuông. Cụ thể từng lô chi tiết tại quyết định số 9008, quyết định số 9009 của huyện Kiến Thụy ngày 24 tháng 9 năm 2020. Tiền đặt trước là 18-19% giá khởi điểm. Bước giá 50.000 đồng một mét vuông. Phí tham gia đấu giá đối với những lô đất có giá khởi điểm từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng là 200.000 đồng một hồ sơ. Lô có giá khởi điểm hơn 500 triệu đồng là 500.000 đồng một hồ sơ. Địa điểm hướng dẫn đăng ký tham gia đấu giá từ ngày 6 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10 trong giờ hành chính. Liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản thành phố Hải Phòng, địa chỉ số 112 đường Lê Duẩn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Điện thoại 02-253-678-680 hoặc Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Kiến Thụy, địa chỉ tổ dân phố Cẩm Xuân, thị trấn Đối Đối, huyện Kiến Thụy.
điện thoại 02253-664-169. Dự kiến thời gian địa điểm tổ chức đấu giá buổi sáng từ 8 giờ ngày 22 tháng 10 tại xã Đại Hợp, chiều 14 giờ ngày 22 tháng 10 tại Đoàn Xá. Để phục vụ công tác tuyên truyền sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện nhà, khu vực lân cận có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất mục đích làm nhà ở tại Đoàn Xá Đại Hợp, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện trân trọng thông báo. Này, còn quyết định sang Nhật theo thằng Dũng qua công ty cổ phần phát triển nhân lực kỹ thuật cao và du học Nhật Thành đấy à? Còn lựa chọn nào tốt hơn nữa bố? Nhật Thành là công ty uy tín, trách nhiệm trong lĩnh vực du học và xuất khẩu lao động sang Nhật đấy bố ạ. À. Tư vấn viên thì nhiệt tình, thủ tục đơn giản, chi phí đúng theo quy định nhà nước mà lại hỗ trợ người lao động 24/24. Còn tìm hiểu rồi, công ty này luôn có đơn hàng phong phú với nhiều lựa chọn, mức thu nhập hàng tháng từ 20 đến 30 triệu đấy. Nhưng còn có biết tiếng Nhật như thằng Dũng đâu. Ôi, chuyện nhỏ bố ơi, Nhật Thành có tổ chức đào tạo tiếng Nhật theo chương trình biên soạn riêng với 50% giáo viên bản ngữ, song song học giao tiếp, còn có đào tạo ngoại ngữ công xưởng và đào tạo tay nghề nữa. Ừ, thôi mày sang đấy, có anh có em, bố mẹ cũng yên tâm. Không những có anh có em mà còn có Nhật Thành nữa bố ạ, cực kỳ yên tâm. Công ty cổ phần phát triển nhân lực kỹ thuật cao và du học Nhật Thành. Hotline 0948 388 988, trụ sở chính 54 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh của Đài Kiến Thụy hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.